Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ, ngày 4 tây tháng 12 Việt Nam đó. Hôm nay đã là ngày Chủ nhật, ngày 5 tây tháng 12 rồi. Bây giờ là khoảng 1 giờ trưa giờ Cali. Thì sau nhiều ngày ra đi khoảng chừng là từ cái mức 56 tới 57 ngàn thì cuối cùng giá của BTC cũng đã có một cái sự dao động nhưng mà chỉ đáng tiếc là không có dao động như là mọi người mong muốn. Cái xu hướng đã đi ngược lại với nhiều người. À, đang chờ đợi và chúng ta thấy là hôm qua là một ngày mà cũng rất là sôi động cũng như là nhiều bạn cũng rất lo lắng về cái chuyện là giá cả có cái sự giảm mạnh cho nên hôm nay thì muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn chủ yếu là cái thông tin liên quan đến chuyện gì đã xảy ra và những gì mà các bạn cần biết và thực ra hai ngày hôm qua đó thì thuần cũng bị cảm một chút tại vì thời tiết đã thay đổi ở Cali rồi nhưng mà hôm nay đó thuần sẽ cố gắng dành nhiều thời gian để mà chia sẻ những thông tin với các bạn thì trước hết các bạn thấy được là đây là cái biểu đồ ở trên sàn Coinbase biểu đồ nến ngày thì cái sự mà dao động giá hôm qua đi xuống nó thực sự là một cái sự dao động cũng lớn đó chứ không phải là nhỏ đâu tại vì chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này đó thì hôm qua các bạn thấy được giá dao động từ mức là khoảng từ 53.800 24 mà xuống dưới cái mức đó là 42.300 đô thì chúng ta thấy là cái ngọn nến ngày này đó đã là 10.000 đô rồi để cho các bạn thấy được là từ cái mức đó xuống tới cái mức thấp trong vòng 24 giờ qua đó là khoảng chừng là 11.500 đô trước khi mà giá đẩy ngược trở lên là khoảng chừng là 49.000 đô ở lúc mà làm video này 48.890 thì chúng ta zoom vào để các bạn thấy được là biểu đồ của nến giờ là như thế nào thì khi chúng ta nhìn về biểu đồ của nến giờ đó thì cái sự đi xuống giá là liên tục nhiều tiếng đồng hồ sau đó đó chúng ta thấy được là giá đã có một cái sự khựng lại rồi có cái sự tăng trưởng ngược trở lên bây giờ là khoảng 49.000 như thông mới vừa chia sẻ thì chuyện gì đã xảy ra trước hết á chúng ta nhìn vào tình hình chung thì trong vòng 24 giờ qua đó đây là tài liệu trên trang coin 360 thì trong vòng 24 giờ qua các bạn đã thấy được là thị trường toàn là một màu đỏ. Chúng ta cũng có một số màu xanh như là mana hay là luna nhưng mà đó không phải là cái xu hướng chung của thị trường. Xu hướng chung thị trường là một màu đỏ và chúng ta nhìn vào những nồng lớn đi. Dù refresh trang này lại đây là trang Coinjetco thì các bạn sẽ thấy được là những năm lớn đó thì các bạn thấy là trong thấp 10 này toàn là màu đỏ ngoại trừ đồng Terra Luna. Nhưng mà chúng ta để ý một điều đó chính là khi các bạn nhìn vào cái cột 24 giờ đó thì BTC Bitcoin đã xuống là 9,2% trong vòng 24 giờ qua thì sự thật đó là những cái coin xuống cái phần trăm nhỏ hơn ngoài trừ một số đồng như là chúng ta thấy là Cardano xuống 10% và XRP xuống 11% và Polkadot xuống 13,8% còn lại chúng ta thấy được là Ethereum đồng BNB Solana đều xuống phần trăm ít hơn là BTC và mặc dù là hôm qua đó nhiều bạn cảm thấy rất hoảng hốt tại vì giá cả đi xuống quá lẹ nhưng mà chúng ta nhìn vào cái cột 7 ngày đó thì trong vòng 7 ngày qua chúng ta thấy được là BTC đó thì xuống 8,7% nhưng mà trong vòng một tuần qua Ethereum mặc dù đã có cái sự đi xuống giá ngày hôm qua nhưng mà các bạn thấy là vẫn tăng 1,2% trong vòng một tuần qua đồng BNB thì chỉ xuống có 3,5% một tuần qua mà thôi Solana thì tăng 6,3% một tuần qua, Cardano thì xuống 7% và XRP xuống 11% trong vòng một tuần qua, Polkadot xuống 14% và The Luna thì tăng tới 7,7% trong một tuần qua. Có nghĩa là ngày hôm qua đó thì không biết là nhiều bạn rất lo lắng tại vì giá cả xuống quá nhanh khiến cho nhiều người lo lắng và thật ra trong vòng thời gian ngắn mà xuống tới 10.000 đô trước khi mà đẩy ngược trở lên thì cũng là một điều mà khá lo ngại để thường chia sẻ thêm một số thông tin với các bạn nhưng mà thường muốn chia sẻ cái cột 7 ngày này để các bạn thấy cái tình hình xa hơn là trong vòng một tuần qua đó thật ra cái sự đi xuống giá này cũng không có ghê như là nhiều người tưởng tượng nó chỉ là cảm thấy là quá bất ngờ khi mà đi xuống trong thời gian ngắn mà thôi và thật ra bản thân cũng bất ngờ khi mà chúng ta thấy giá cả có cái sự đẩy xuống mạnh như vậy trong thời gian ngắn như vậy thì lý do tại sao để thường chia sẻ với các bạn nhưng mà trước hết chúng ta cần phải nhìn chung vào cái tình hình của thị trường tài chính nói chung đi. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là Coin 98 Wallet. Đây là cái ví tiền mã hóa multi-chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái pass free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví coin 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng coin 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ coin 98 thì một trong những điều mà tiếp tục gây cái sự lo ngại trong thị trường tài chính nói chung đó chính là cái vấn đề liên quan tới dịch bệnh đó chính là cái biến thể omicron thì bây giờ đó chúng ta thấy là tài liệu mới nhất được chia sẻ ở trên CNBC là ở Hoa Kỳ đã có hơn 20 người đã xác nhận là có cái biến thể này rồi và đây là cái thông tin được chia sẻ liên tục vài ngày và chúng ta thấy là hôm qua đó chứng khoán của Hoa Kỳ cũng là có cái xu hướng đi xuống chúng ta nói chung nhưng chỉ số như là Dow Jones, S&P và Nasdaq để thường bấm vào một trong những ba chỉ số này đó để các bạn thấy rõ hơn thì chúng ta nhìn vào chỉ số lớn như là Dow Jones đi. thì khi mà nhìn vào Dow Jones đó, chúng ta nhìn vào trong vòng một tuần qua nghĩa là 5 ngày thì các bạn thấy được là rất rõ ràng là xu hướng của chứng khoán 5 ngày vừa qua là cái xu hướng giảm xuống thì đây là một trong những điều mà tiếp tục gây cái sự lo ngại liên quan tới thị trường tài chính nói chung chúng ta thấy là ảnh hưởng đến thị trường cổ phiếu và đương nhiên sẽ có sự ảnh hưởng liên quan tới thị trường crypto tại vì cái điều này sẽ làm ảnh hưởng đến những quyết định kế tiếp của Fed như thế nào, đi quan tới lãi suất vân vân. Chúng ta sẽ nói kỹ hơn một lát nữa nhưng mà À, một trong những điều khác nữa ngày thứ sáu đó khiến cho nhiều người cũng cảm thấy là lo lắng đó chính là cái tài liệu liên quan đến là bao nhiêu những việc làm mới đó đã có trong tháng 11 thì con số đó là 210.000 nhưng mà 210.000 này đó chúng ta có thể nghĩ là con số nhiều nhưng mà thực sự là không có nhiều khi mà chúng ta thấy là cái con số này đó là một con số mà thấp hơn rất nhiều đối với là những người mà chẩn đoán Phố uh, phú đó chẩn đoán là khoảng chừng là 500 73.000 việc làm mới sẽ có trong tháng 11 nhưng mà con số thật sự đó là chỉ có là 210.000 việc làm mới mà thôi cho nên đã khiến cho thị trường chứng khoán cũng có cái độ lao vật và điều này đó những bài nào mà sống ở Hoa Kỳ chắc cũng đã để ý các bạn nào mà đi ăn đi uống hay là bất cứ vụ nào thì bây giờ đã thời gian chờ đợi cũng lâu hơn người phục vụ cũng ít hơn thì tôi sẽ không có đi vào cái suy nghĩ cá nhân của thuận là tại sao lại như vậy tại vì À, có rất nhiều cái chính trị ở trong đây cho nên chúng ta chỉ muốn hiểu đơn giản đó là bây giờ cái số lượng việc làm mới không có nhiều mặc dù là rất nhiều những cái công ty đã đang cố gắng mướn người thậm chí là công ty thuận năng làm cũng đang cố gắng mướn người nhưng mà không dễ mướn người tại vì bây giờ mướn người đó là cần phải đòi hỏi là phải trả lương cao hơn và nhiều người bây giờ cũng đang nhận một số quốc đội xã hội cho nên họ cũng không có cái từ đút thúc là phải đi kiếm việc làm cho nên cái việc mà con số việc làm mới giảm trong tháng 11 đó cũng là một điều mà thường thấy là hợp lý nhưng mà quá thấp so với lại cái số lượng chứng đoán bởi Wall Street cho nên mới gây cái sự lo lắng như vậy điều kế tiếp đó là những điều này thì đương nhiên sẽ làm ảnh hưởng tới cái sự À, hợp của Fed có nghĩa là cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ vào ngày 15 tây tháng này 14 15 tây nghĩa là còn khoảng 10 ngày nữa và đây là một trong những điều mà chúng ta phải tiếp tục theo dõi tại vì thường biết rất nhiều bạn cũng quan tâm đến cuộc họp ngày 14 15 tây này tại vì một trong những điều các bạn nên hiểu đó nhiệm vụ của cục ý chủ liên bang của hoa kỳ nghĩa là fed đó, nhiệm vụ của họ thứ nhất là khiến cho thị trường nó cân bằng ổn định và thứ nhì là tạo công an việc làm đó là hai cái việc cần thiết mà fed phải làm và tất cả những điều này đều liên quan đến cái số lượng người đi làm cũng như là chúng ta thấy là những cái điều liên quan tới dịch bệnh đều sẽ ảnh hưởng đến quyết định của fed như thế nào và bây giờ Điều mà chúng ta nên hiểu là Fed ở Hoa Kỳ đó thì vẫn chưa có đưa ra bất cứ một quy định nào Mặc dù là nhiều bạn à, đã nghĩ là Fed đã có quyết định nhưng mà vẫn chưa có bất cứ một quy định nào Fed cách đây vài ngày đó thì Chủ tịch John Powell chỉ nói là trong ngày 14 tây này đó, họ có thể là sẽ bàn tới cái việc là tăng tốc giảm cái số lượng tiền đẩy vào trong thị trường để mà mua trái phiếu thì những mà nào mà không rành á từ khi mà chúng ta có dịch bệnh ở Hoa Kỳ thì Fed đã làm hai điều thứ nhất là giảm lãi suất xuống còn 0 tới 0,25% như địa xuất thì bây giờ thứ nhì là đẩy tiền vào trong thị trường khoảng chừng là 120 tỷ mỗi một tháng để mà mua lại trái phiếu trong đó có công trái phiếu, trái phiếu công ty tư nhân cũng như là mua lại những cái cổ phiếu được thế chấp bởi bất động sản nhưng mà con số đó sẽ được giảm dần và ngày 14 15 tây này đó Fed sẽ có những cái quyết định gì đó là điều mà nhiều người lo lắng thì bây giờ thuận thì nghĩ là họ sẽ tăng tốc cái việc là giảm đi cái số tiền đẩy vào trong thị trường nhưng mà về lãi suất đó thường nghĩ là chắc phải qua năm nhưng mà chúng ta tiếp tục chờ đợi nhưng mà đây là một trong những điều khiến cho thị trường cổ phiếu rất là lo lắng và thường chia sẻ những thông tin này với các bạn đó tại vì tất cả những điều này như mà nào mà theo dõi hàng ngày đó điều sẽ thấy được là thị trường chứng khoán giảm thì chúng ta thấy được là thị trường crypto cũng giảm theo tại vì á, bây giờ đó cái sự tăng trưởng của thị trường crypto và chứng khoán nó cũng có một cái sự liên quan đó chính là fed có tiếp tục giữ lãi suất thấp hay là không có tiếp tục bơm tiền hay là không phần trăm lạm phát có tiếp tục tăng cao hay là không và đương nhiên fed đang lo lắng là phần trăm lạm phát đó tăng cao không quản lý được tại vì á, mới đầu họ nghĩ là thường đó thì họ sẽ quản lý dưới 2% nhưng mà vì dịch bệnh họ sẽ cho phần trăm lạm phát hơn 2% và tính cái cách trung bình trong dòng nhiều năm qua thì vẫn là dưới 2% nhưng mà rất rõ ràng là phần trăm lạm phát tăng cao hơn là sự tưởng tượng của nhiều người à, nhưng mà điều này cũng là một điều mà nhiều bạn mà theo dõi kênh này cũng đã biết rồi phần trăm lạm phát sẽ cao hơn và cao hơn nữa tại vì cái số lượng tiền in quá nhiều trong cái thời gian một năm qua và chúng ta thấy được điều này cũng sẽ dẫn đến là Fed có thể đưa ra quyết định siết chặt lại cái dòng tiền điều này là một trong những điều mà nhiều người đó tin tưởng là sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của crypto. Nếu như mà càng ngày càng có nhiều tiền đẩy vào trong thị trường, thì đương nhiên lạm phát tăng cao là một điều tốt cho giá cả của crypto. Nhưng mà nếu như mà phép đi ngược lại mà siết chặt dòng tiền, thì sẽ làm ảnh hưởng đến giá cả của chứng khoán và đương nhiên ảnh hưởng đến cả thị trường crypto. Đây là một trong điều chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi trong vòng 10 ngày tới đây và thuận chia sẻ những thông tin này để các bạn có thể thấy được là nhìn chung ở trong thị trường tài chính đó là chuyện gì đang xảy ra và điều này sẽ làm ảnh hưởng đến cái xu hướng ngắn hạn tới đây của crypto dài hạn nên thì đừng không có nghĩ là quan trọng lắm đâu nhưng mà ngắn hạn sẽ có cái sự ảnh hưởng cũng như là một thông tin khác nữa cũng được chia sẻ hồi tối ngày hôm qua đó là một lần nữa chúng ta lại nghe nói tới thông tin liên quan tới công ty xây dựng bất động sản Evergrande thì công ty này như bạn cũng đã biết là đang nợ cũng rất là nhiều đó chính là 310 tỷ và trong nhiều đợt gần đây đó thì họ cũng đã làm cách nào đó để có thể trả lãi cái phần này. Nhưng mà hồi thứ sáu ngày hôm qua đó thì họ đã đưa ra thông báo là à, bây giờ đó có cái số tiền lãi là 260 triệu thì có thể là họ sẽ không có tiền để trả con số này. Có nghĩa là cái khả năng mà công ty này vỡ nợ đã tăng cao hơn và dựa theo thông tin đó, thì chính phủ Trung Quốc đã mời chủ tịch của công ty Evergrande đến để mà họp vào thứ sáu chúng ta vẫn chưa biết kết quả như thế nào nhưng mà à, lại có thêm một công ty nữa công ty này đang thường không có rõ là họ lớn bao nhiêu có tên là Kaiser Group thì cũng nói là họ cũng có một cái số lượng tiền lời đó và Trái phiếu là khoảng 400 triệu, tuần sau là họ phải trả, họ cũng không biết là có đủ tiền hay không. Thì điều này có phải là một trong những yếu tố dẫn đến giá cả của crypto đi xuống hay không thì tôi nghĩ là cũng không có ảnh hưởng trực tiếp đâu. Tại vì đây là một điều mà cũng không phải là mới, các bạn thấy được là hầu như nhiều người cũng đã hiểu được là công ty Evergrande đã gặp vấn đề tài chính là từ mấy tháng nay rồi. Thậm chí vì này đã bắt đầu từ năm ngoái. Tới bây giờ, cho nên cũng không hẳn là điều mà quan trọng nhất, thường nghĩ điều quan trọng nhất đó chính là dịch bệnh và Fed sẽ làm gì đứng trước cái tình hình là lạm phát tăng cao. Việc này sẽ ảnh hưởng ngắn hạn đối với crypto, nhưng mà dài hạn thì cũng không có ảnh hưởng lắm đâu, tại vì các bạn thấy được là trong vòng 10 năm qua, cho dù là lãi suất cao, lãi suất thấp, các bạn thấy được thị trường chứng khoán vẫn tăng và đương nhiên crypto vẫn tăng. Ngắn hạn thì đương nhiên sẽ có những cái đợt mà lên rồi xuống, nhưng mà dài hạn thì cũng là xu hướng tăng mà thôi.